chống hai tay thẳng, hít vào bật chân nhảy ở phía sau, chó thêm một ba chi. Thở ra trở về tấm ván ba chi. Rồi nghiêng lại chân bên phải sang bên phải, cạnh ngoài, cạnh ngoài. Rồi vung cao cái tay bên trái lên bầu trời. Sức cơ đẩy thành người. Hít vào phình căng bụng lên rút vai. Sức cơ. Thở ra thở đẩy khi ra. Hít vào phình căng bụng lên. Rút vai. Đẩy hết lên. Thóp thật chặt. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ trở về. Vươn cao cái chân bên trái về phía sau thật sâu. Vươn thật căng chân trái về phía sau. Hít vào. Thở ra nước chân trái về giữa hai tay. Hai tay vươn cao lên chín mình hít sâu. Thở ra hai tay văng ngang sang hai bên và 9-2 xoay người sang bên phải. Cuộn chặt xương cụt lại, chỉnh hai má trong của chân bằng nhau. Rồi từ từ kiễng cao chân bên trái lên, nực, siết chặt dồn sang chân bên trái nhiều hơn. Chân trái 70, chân phải 30. Từ từ đặt tay phải về phía sau eo trái, đùi trái. Tay trái vươn nghiêng sang bên phải. Nực dồn vào chân.